Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3 ngày mùng 9 tháng 3 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tiếp nhận thêm 152 triệu đô la Mỹ đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh. Huyện Quế Châu tích cực triển khai công tác bầu cử. Hiệu quả từ các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về an sinh xã hội. Bệnh nhân 2063 tái dương tính COVID-19 ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ tiếp tục được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của hai hộ dân 18 năm chưa được bàn giao đất trúng thầu. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cùng với các địa phương trong toàn tỉnh thì công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được các cấp các ngành trên địa bàn huyện Quế Châu tích cực triển khai. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, huyện thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử huyện, các tổ chức phụ trách bầu cử từ huyện đến 25 xã thị trấn. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất đảm bảo về cơ cấu thành phần, số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 35 người, giới thiệu ứng cử 67 người, tổng số đại biểu cấp xã, thị trấn được bầu là 640 người. Giới thiệu ứng cử là 1.215 người, đây cũng là một trong hai địa phương có số đại biểu được bầu và ứng cử nhiều nhất tỉnh. Hiện nay, các đơn vị khu dân cư đã cơ bản tổ chức xong việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ngoài việc tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của người ứng cử, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2. Huyện Quế Châu cũng đang chỉ đạo các ngành chuyên môn, xã thị trấn tiếp nhận và giải quyết các ý kiến kiến nghị của công dân, khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, đúng luật và đạt kết quả cao. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là về vấn đề an sinh xã hội, bám sát và cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng và tình hình thực tế của địa phương có tác động và mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Đà ở xã Nguyên Dương, huyện Quế Châu đều đã già yếu. Không có lương hưu, cuộc sống chỉ trông chờ vào quầy bán rau nhỏ, tiền lãi chẳng được là bao. Nhưng rất may là mấy năm gần đây, ông và bà đều được hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh nên đã bớt khó khăn. Tôi được hưởng cái trợ cấp của tỉnh là mỗi một tháng là 135.000 chế độ bảo hiểm y tế. Nhà tôi thì cũng đang hưởng cái bảo hiểm y tế của người cao tuổi. Được sự quan tâm của tỉnh, chúng tôi cũng yên tâm, đời sống thì nó ổn định, không khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 10 nghị quyết về công tác an sinh xã hội, hỗ trợ trực tiếp tới người dân. Các nghị quyết này đều có những quan tâm mở rộng đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ cao hơn so với các tỉnh thành trong toàn quốc. Ví dụ như hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên, các đối tượng chức sắc tôn giáo, trợ cấp cho người từ 75 đến dưới 80 tuổi. Qua đó, nhận được sự đồng thuận cao, góp phần cải thiện đời sống người dân. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có gần 58.000 học sinh được miễn giảm học phí, trên 15.000 người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trên 650.000 người được ngân sách hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế, gần 3.000 trường hợp được hỗ trợ hỏa táng với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã đều chăm lo đến người cao tuổi. Đặc biệt vừa qua là theo nghị quyết 275, xã đã lập đầy đủ danh sách và cũng làm đầy đủ hồ sơ cho các đối tượng. Xã bây giờ là có 380 đối tượng đang hưởng cái trợ cấp từ ngân sách của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành rất nhiều cái nghị quyết rất là thiết thực, rất là phù hợp và tạo ra một cái nền tảng xã hội nó ổn định để giúp cho người dân yên tâm tin tưởng vào đường lối của Đảng rồi chính sách pháp luật của nhà nước. Từ những cái chính sách đấy thì cũng tác động đến cuộc sống người dân. Tôi nói ví dụ như là năm 2019 thì đối với Quế Châu tỷ lệ hộ nghèo còn 1,98. Thế nhưng mà đến năm 2020 vừa rồi tỷ lệ hộ nghèo còn 1,38, giảm rất là sâu. Thực tế cho thấy cơ bản các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi ban hành có tính khả thi cao,
đã có tác động tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho cử tri, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, tạo tiền đề để Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy ban hành các nghị quyết hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vừa qua, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đến dự buổi sinh hoạt của chi bộ tổ dân phố Phong Cốc, phường Minh Đức. Chi bộ Phong Cốc hiện có 32 đảng viên. Tại kỳ sinh hoạt tháng 3 năm 2021, chi bộ thông tin tới các đồng chí đảng viên trong chi bộ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, báo cáo kết quả hoạt động của chi bộ tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Đặc biệt, chi bộ đang triển khai tích cực mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp theo hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện nghị quyết trong những tháng đầu năm. Đồng thời, nhất trí với những nhiệm vụ mà chi bộ đề ra, đồng chí thông tin với đảng viên về một số nhiệm vụ của thị xã triển khai trong những tháng đầu năm 2021, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng, làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, tiếp tục xây dựng các cuộc họp chi bộ theo chuyên đề, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 không lây lan, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động, cũng như thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Những tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, vận động đầu tư vào trong khu công nghiệp. Trong 2 tháng đầu năm, đã tiếp nhận thêm 5 dự án với tổng số vốn 152 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư vào trong khu công nghiệp, bằng 33% kế hoạch cả năm 2021 và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, tại các khu công nghiệp đã có 387 dự án đầu tư thứ cấp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng số lao động đang sử dụng tại các khu công nghiệp tỉnh là trên 62.000 người. Doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trong năm 2020 ước đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách nội địa đạt 2.370 tỷ đồng. Hiện nay, vấn đề lao động và dịch bệnh đã cơ bản được khắc phục, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Thời gian qua, nhờ có nhiều giải pháp nhằm cải thiện chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của mình, nên chỉ số CPAT năm 2020 của nhiều cơ quan đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã được thăng hạng đáng kể. Năm 2020, kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, gọi tắt là chỉ số CPAT, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 4 đơn vị đạt 99 điểm trở lên, tăng 3 đơn vị so với năm 2019, gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng. Đơn vị có tổng điểm cao nhất khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là huyện Khoái Châu với 99,37 điểm, đứng thứ hai là huyện Tiên Lữ đạt 98,31 điểm. Huyện Phù Cừ có tổng điểm đạt thấp nhất là 89,99 điểm. Chỉ số CPAT được đánh giá qua 5 chỉ số thành phần, gồm chỉ số tiếp cận dịch vụ, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính, công chức giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chỉ số tiếp cận xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính. Việc đánh giá chỉ số CPAT được thực hiện hàng năm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ hướng tới mục tiêu cao nhất là sự tin tưởng hài lòng của người dân doanh nghiệp, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 1 tháng 3, bệnh nhân 2063 cùng chồng là bệnh nhân 2060 thực hiện cách ly tại nhà ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Tuy nhiên, sáng nay, tức là sau 8 ngày cách ly tại nhà, bệnh nhân 2063 có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Vì vậy, cơ quan chức năng và xã Yên Phú đã triển khai ngay các biện pháp cấp bách để ứng phó với vụ việc. Được biết, những ngày qua, bệnh nhân 2063 và 2060 thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Hàng ngày chỉ có một người thân đưa lương thực, thực phẩm đến đặt ở cửa rồi trở về.
được xác định không phải là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tôi thì cũng mang thực phẩm đến đây tôi để ở cửa, thì cậu ra lấy tôi cũng không tiếp xúc gần. Bệnh nhân đi cách ly trở về địa phương thì chúng tôi quản lý rất là chặt. Bệnh nhân là không ra khỏi nhà và không tiếp xúc với ai. Cũng ngay trong sáng nay, bệnh nhân 2063 đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Còn bệnh nhân 2060 được xác định là đối tượng F1 và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. Công tác truy vết đến thời điểm này không xác định thêm trường hợp nào có liên quan. Trong ngày 9 tháng 3, xã Yên Phú tiến hành 2 lần phun khử khuẩn tại khu vực hai bệnh nhân cách ly. So với thời gian trước mà cách ly thì chúng tôi khoanh vùng tại gia đình của bệnh nhân, chứ cũng không cách ly rộng ở các cái khu vực khác. Là chúng tôi sẽ cho người trực và để cho khuyến cáo cho mọi người dân là không đi qua cái tuyến đường, cái xóm của gia đình bệnh nhân đang sinh sống và cách ly. Một việc cần kíp ngay lúc này là tuyên truyền để người dân hiểu rõ đây là trường hợp được chính quyền địa phương kiểm soát, giám sát chặt chẽ. Bản thân các bệnh nhân cũng thực hiện nghiêm quy định cách ly. Nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất thấp, nhằm tránh hoang mang cùng sự phân biệt kỳ thị với người dân địa phương, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt, sản xuất của xã Yên Phú, vựa rau màu lớn phân phối ra nhiều tỉnh thành khác. Người ở gần nơi đấy, người ta bảo là không có vấn đề gì thì thôi mình cũng yên tâm. Trong buổi sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chủ động lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 nếu có. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Yên Mỹ ra soát, xác minh, khoanh vùng các đối tượng địa bàn nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mật độ nuôi thả cân đối lại áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc cá lồng trên sông, nên sau một thời gian nuôi thả đã giúp cho hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Quyết Thắng xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên thu được hiệu quả kinh tế cao. Năm 2020, hợp tác xã đầu tư trên 20 lồng bè và nuôi thả cá chấm chép trên sông Hồng. Do tận dụng nguồn phụ phẩm sẵn có trong sản xuất nông nghiệp và dòng chảy của sông nên cá nhanh lớn chắc thịt. Sau 10 tháng nuôi, mỗi con cá có trọng lượng trung bình từ 4 đến 8 kg. Cho tổng sản lượng 160 tấn cá. Thời điểm hiện tại, hợp tác xã đang xuất bán 80 tấn cá chấm chép với giá trung bình 50.000 đồng một kg, đem lại doanh thu gần 8 tỷ đồng. Được biết, nuôi cá lồng trên sông nhanh lớn, dễ kiểm soát thức ăn, dịch bệnh hơn so với nuôi thả cá truyền thống. Từ hiệu quả trên, thời gian tới hợp tác xã sẽ tiếp tục đầu tư thêm 20 lồng để mở rộng thêm diện tích nuôi thả thủy sản trên sông. Thời gian qua, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tại một số tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ có chiều hướng gia tăng. Kéo theo đó, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng diễn ra khá phổ biến, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Hiện nay, tình trạng các hộ dân thuê thầu đất nông nghiệp thùng vũng, hành lang giao thông làm bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng. Thậm chí, người dân còn chiếm dụng trên hành lang tuyến đường nối hai đường cao tốc trên địa bàn xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi làm điểm tập kết vật liệu xây dựng. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông, khiến người tham gia giao thông cũng như người dân khu vực xung quanh vô cùng bức xúc. Để chấn chỉnh tình trạng này, các cơ quan chức năng cần phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm quy định việc tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức giải tỏa các hộ vi phạm trong kinh doanh, ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để kinh doanh vật liệu xây dựng, vi phạm hành lang an toàn giao thông, đồng thời thường xuyên thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, đường dây nóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên đã nhận được phản ánh của ông Trần Doãn Quân ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên và ông Vũ Quang Huy ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ về việc các ông đã trúng thầu quyền sử dụng đất tại khu giãn dân thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền từ năm 2003. Thế nhưng đến nay chưa được giao nhận quyền sử dụng đất trong khi đã làm tròn nghĩa vụ tài chính. Sau đây là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi về vụ việc trên. Qua nghiên cứu hồ sơ cũng như làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Ngô Quyền thì việc phản ánh của ông Quân và ông Huy là có cơ sở. Và nguyên nhân dẫn đến việc ông Quân và ông Huy trúng thầu nhưng chưa nhận được bàn giao và quyền sử dụng đất là do có hai hộ dân là ông Lương Đình Lập và ông Lương Trắc Nghiên có diện tích đất bị thu hồi theo quyết định thu hồi đất số 2992 ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
về việc thu hồi đất tại thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền, giao cho huyện Tiên Lữ để giao cho nhân dân làm nhà ở, không chấp hành nhận tiền đền bù và giao mặt bằng cho địa phương nên ngăn cản việc nhận đất của các hộ dân nơi trên. Mặt khác, nguyên nhân nữa là do cấp chính quyền cơ sở lúc bấy giờ quá vội vàng, giãn cư nhưng chưa thu hồi hết mặt bằng đã tổ chức đấu thầu nên dẫn đến sự việc trên. Lẽ ra là người ta ví dụ nó thu xong thì người ta mới đấu giá, nhưng mà thời điểm đấy là chưa thu hồi xong, chưa đền bù xong đã đấu giá, nên dẫn tới của gia đình nhà ông Nương Chất Nghiên và ông Nương Đình Lập chưa nhận, không nhận tiền đền bù, nên là đã đấu giá của một số hộ gia đình rơi vào ruộng của hai hộ gia đình đấy, đâm ra là bây giờ hai hộ gia đình đấy không nhận được cái diện tích đã mua. Gần 18 năm không được nhận đất, quyền sử dụng đất trong khi tham gia đấu thầu, trúng thầu đúng quy định của pháp luật là những bức xúc mà các hộ dân đang phải gánh chịu. Mặc dù hộ ông Quân và ông Huy đã nhiều lần phản ánh sự việc trên tới Ủy ban Nhân dân xã Ngô Quyền, nhưng không được giải quyết dứt điểm mà chỉ trả lời là phải chờ. Trong khi đó, các hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất lại có hành vi tự ý xây dựng nhà tạm trên đất mà ông Quân và ông Huy trúng thầu, lại không bị chính quyền địa phương ngăn chặn xử lý. Hiện tại đến giờ phút này chúng tôi cũng chưa được nhận đất và tiền chúng tôi đã nộp đầy đủ và chúng tôi có giấy tờ chứng minh tất cả là xã đã thu tiền đất của chúng tôi. Hiện tại đến nay đã gần 19 năm thì tôi cũng có đã đề nghị với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng đều bị chính quyền địa phương quay là từ chối và khất rằng là đợi. Đã 18-19 năm nay chúng tôi nộp tiền đất đầy đủ rồi, đầy đủ nghĩa vụ tiền thuế với nhà nước rồi. Và bây giờ anh em chúng tôi không thể nào mà nhận được đất để sử dụng nữa. Chúng tôi là quyền lợi chính đáng và đề nghị các cơ quan ban ngành toàn thể tất cả là vào cuộc giúp đỡ cho những hộ dân chúng tôi là bị thiệt thòi. Về mặt pháp lý, công dân người ta phản ánh như thế là rất có lý. Tại vì là người ta bỏ tiền ra, người ta đấu thầu, người ta mua, người ta không lấn chiếm. Nhưng mà đây là gần 17-18 năm người ta không được, người ta có ý kiến là hợp lý. 18 năm chờ đợi là khoảng thời gian quá dài. Trong khi đó, trách nhiệm lại thuộc về cấp chính quyền địa phương. Trước phản ánh của ông Quân và ông Huy, đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng huyện Tiên Lữ cần nhanh chóng vào cuộc, giải quyết dứt điểm sự việc trên, đáp ứng mong mỏi của công dân, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người. Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Tránh tiếp xúc gần với người bệnh, người nghi mắc bệnh. Khi cần tiếp xúc, phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 30 giây hoặc nước vệ sinh tay có chứa 60% độ cồn trở lên. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Khi cần đến nơi đông người phải đeo khẩu trang và rửa tay ngay khi có thể. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất tẩy rửa thông thường. Luôn giữ phòng thông thoáng, hạn chế dùng điều hòa. Đối với thang máy ở các tòa nhà, cần thường xuyên lau chùi bề mặt, đặc biệt là các nút bấm bằng dung dịch sát khuẩn thông thường. Nếu có sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời. Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe.